Xin chào mọi người, mình đã nghe đây. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm review game các bạn. Đây là game Doom Way to Die 3. Nếu các bạn thấy game này hay ấy, like và đăng ký kênh mình nhé. Ok, mình bắt đầu với game. Doom Way to Die 3 khá là khác luôn các bạn ơi. Mini game, có rất nhiều mini game này. Flying Flaco and Snow Safari. Ở trong trò này có rất nhiều trò chơi các bạn. Các bạn có thể chơi thoải mái luôn. Cái này có thể chơi bằng cái trái tim này. Đây nút dậy. Ấn xuống dưới để còn bay lên, ấn xuống trên, ấn lên trên để xuống dưới. Hiểu rồi. Trò chơi rất là vui các bạn ơi. Oh no. Ok, mình chơi tiếp. Các bạn nhớ né nhau không bị chết đấy. Con chim kia nó thả xuống đầu. Đây là chết luôn. Mình vẫn phải chơi trò này, không phải chơi trò khác. Mình cố gắng kiếm 100 đồng. Game này chơi rất hay các bạn ơi, nên mình khuyên các bạn đi chơi trò này. Vì những game mình review game nào cũng hay các bạn ạ. Mình có tiền mình lại sửa chữa nhà các bạn ơi. Có cúp phi trên này này. Ok, mình nhận 15 đồng. Ok, và 150 đồng bên này. 150 đồng. 125. Ok, mình sẽ bắt đầu vào chi tiếp. Mình nên chơi trò Snow đi. Ok. No, mình mất một trái tim các bạn ơi. Các bạn vừa phải ăn lá cờ, vừa phải ăn tiền. Vừa chơi vừa phải né. No, tí chết. Đó. Ui chảy máu. Người năm trái tim rồi, mình phải cố lên. Mình thiếu 20 đồng nữa để còn sửa chữa nhà. Mình có cả ăn 10 cái. 10 cái cây, 10 cái cờ. Đã ăn khá nhiều tiền các bạn ơi. Yeah. Một lá cờ rồi. Wow. Các bạn ơi, trận này mình chơi đi khá là xa các bạn ơi. Mình chơi trò này khá là siêu. Càng càng khó. Đúng rồi, chắc chắn tất cả các bạn phải like video này. Vì mình thấy game này rất là hay luôn. Ok, mình nâng cấp. Ok, mình nhận mít phí quà. Hồn được cái gì ơi? Đây vì hào. Cái gì? Mình biết phải người này. Như là về cái gì? Ok, mình sửa chữa này. Mình ấn nhầm, mình xem video rồi. Chờ tí nó hết. Alo. Ê, có
Các bạn thông cảm nhé, mình ấn nhầm quảng cáo. Mình không tắt được. Mình không hề muốn quảng cáo nữa các bạn. Và mình nói chơi nha, nếu các bạn muốn mình chơi game nào thì các bạn cứ thoải mái comment ở dưới nhá. Mình review tất cả các game bạn nói luôn. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Đừng có mà tiếc like. Hãy like đi. Nói thật. Có gì đây? Ô, có nhà bên này nữa này. 5.000 tiền, ui rồi. Các bạn này có 4 chỗ. Đây, mình vào chỗ đầu tiên. Bao nhiêu tiền đây? Thực hiện mình vào chỗ đầu tiên thôi. Hấp biệt tổ này. Chẳng biết có người nào bị thương không. U, mình thấy trò này rất là vui luôn. Ok, mới chơi lại cái trò 1. Ui thôi, vừa vào chơi luôn. Ôi đâu, mình sắp hết trái tim rồi. Làm sao để có trái tim nhỉ? À, phải đi chặt, quên mất. Có một trái tim nốt cuối cùng các bạn ơi. Wow. Oh no. Mình chết rồi các bạn ơi. Một người đã bị chết. Speed up. Mình đã biết gì. Ok. Mình thiếu tiền. Ok, đủ tiền nâng cấp. Đây mình không muốn spec up nữa vì nó khá là nhanh. 10 giây. Yeah, mình lại có thêm một nhà mới rồi. Trên này là gì nhỉ? Ok, mình sẽ chơi trò này. Ôi trò này nhảy. Ôi trò này chơi khá là vui các bạn ơi. Oh no. Ơ. Chả biết nhảy cao được không nhỉ. Nhưng không biết là mình đang làm trò gì hết. Nên mình đang rất là phí kim cương. Thôi chơi trò khác. Ok, với tập chơi trò cuối cùng. Spike đi, là gì? À, trò này bắn. À, trò này phải di chuyển liên tục luôn các bạn ơi. Trò này chơi dễ nhất. No. Ơ, mình không bị gì. Ơ, eo. Nổ quá đầu. Ok, mình cũng mất một mạng rồi. Đấy, mình có thể nhặt lại cái mũ này, cân mất. Nhặt lại mũ. Mình không cần mũ nữa này các bạn ơi. Vừa bị dí.
No. Đang một thằng đi bệnh viện rồi. Chả biết bây giờ mình chơi được không nhỉ? Ok, mình mua nhầm rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã review game Doom Eternal 3 rồi. Nếu các bạn thấy game này hay, hãy like, share video mình nhé. Tạm biệt các mọi người, bye bye.